Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em khách thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên, cho phép em được xin chân thành cảm ơn những anh em trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng kênh của em nha. Và xin chân thành cảm ơn tất cả những anh em khách thủ đã tin tưởng, ủng hộ và sử dụng máy bên em nha anh em. Và tiếp theo những video và những con máy trước ha. Hôm nay em cũng vừa hoàn thành xong con máy 20D chuyên đánh tổng hợp lóc trê lươn ếch cá rô phi luôn nha anh em, là con máy chuyên đánh tổng hợp nha anh em, là bắt được tất cả các loại cá luôn ha. Là con máy này là máy của anh Phúc ha, khách hàng ở Đồng Nai nha, là theo yêu cầu của anh đây nha anh. Em đã hoàn thành xong máy của anh là đầy đủ tất cả các chức năng luôn nha, là máy anh em có hội tủ đầy đủ tất cả các chức năng luôn nha anh em, chống kẹp ngược, chống chập vợt, chống giật cò bóp đầy đủ cho anh em ha. Thì hôm nay em có thêm một chức năng mới của con máy luôn nha anh em, là hôm nay em có lắp thêm một cái mạch hút cá cho máy ha, để nó cá nó nổi, nó giữ dòng cá, giữ áp, là cá nổi nó lâu chìm, và cá trong bịch trong lùm là nó ợt ọc, là tiếng nó lớn hơn, để anh em cái thủ đánh bắt hiệu quả cao hơn nữa nha. Là cái mạch này là theo như bên em là cái nguyên lý hoạt động nó là nó nhiệm vụ của nó là nó giữ áp giữ dòng của con máy nha anh em, là nó không bị tuột áp, không bị dân dòng bậy ha, là máy nó cái độ hiệu quả máy nó cao hơn. Là cũng như theo yêu cầu của một số anh em kích thủ đã hỏi ha, là hôm nay em cũng như hoàn thành là em cũng lắp cho anh Phúc luôn. Và trước khi vào phần hướng dẫn sử dụng đến anh, là em có cái phần quà là tri ân khách hàng gửi nhằm gửi đến anh ha. Chúc anh năm mới, chúc gia đình anh ha, gửi đến gia đình anh năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, vụ mùa bội thu, vạn sự như ý nha anh em. Là có phần quà nhỏ nhằm tri ân khách hàng ha. Bên em chương trình đang khuyến mãi vẫn còn đến hết tháng giêng ha, anh em nào có quan tâm thì liên hệ em, phần quà em gửi đến anh nha. Đây nha anh em, mà đây là con máy của anh Phúc đây ha, cũng như những con máy trước ha. Làm có hai cái mức cho anh là công tắc chuyển nha, chuyển chế độ nha, một yếu hai là mạnh. Trong trường hợp là nước cạn và những mặt cá nhẹ điện á, anh bật mức 1 cho em. Còn muốn ăn cá nặng điện như đặc biệt là rô phi, rồi anh mua và nước sâu á, anh mua lần bật lên mức 2 cho em ha, là để nó đạt hiệu quả cao hơn. Còn nước cạn thì anh bật mức 1 là được ha, bật mức 2 thì nó mạnh, nó hao điện chứ không có tác dụng gì đâu, mạnh quá cá nó cũng chìm nha anh em. Còn dàn công suất đây ha, mỗi bên là 10 con, ở trên đây là 8 ha, ở dưới là 2 con, phía trong là 2 con nha anh em. Rồi dàn công suất là em có phủ chống ẩm cho anh em đầy đủ ha, là bảo vệ máy, là nó độ bền cho máy nó cao ha. Còn đây là cái bên hông máy ha, có tích hợp cho anh là dây cò bóp dài 1m7 1m8, phù hợp cho anh chuyên đi bộ nha, là nó không bị thiếu dây đâu nha anh. 1m7 1m8 là đối với anh em thủ đi bộ là dư sức ha. Còn đây dây kẹp đỏ này là một dây cộng nha, còn dây vàng này là kẹp một cái vỏ đen này nè, là dây trừ đó, đây cộng trừ cò bóp ha. Má anh em làm trao chuốt từng chi tiết từng linh kiện nhỏ luôn nha anh em. Anh em có an tâm thì cứ an tâm sử dụng ha. Rồi em xin vào phần tiếp theo ha. Phần tiếp theo là em xin test bóng đèn cho con máy. Rồi trước tiên thử chế độ chống kẹp ngược trước nha anh em. Đây ha, máy anh em có chống kẹp ngược đầy đủ luôn nha, chứ không phải như những con máy khác mà kẹp ngược là nó bị hư máy nha anh em. Máy anh em là anh em kẹp ngược vô tư, là không có ảnh hưởng tới máy, lỡ kẹp lộn là không ảnh hưởng đâu ha.
từ dòng điện tử đó dòng máy cơ ha. Đây anh em gặp ngược đây ha, bắp cò máy không hoạt động nha, và cũng không quay nha anh em. Giờ em đổi lại ha, đó quạt đã quay nha anh em, em bóp cò đây, máy đã kêu quá hoạt động ha. Rồi xin phép để cái bình qua đây nha cho nó gọn nha. Tiếp theo em xin tới bóng đèn máy cho anh nha, và cái phích cắm là cũng như những con máy cơ khác ha, anh em là có phím mã cho anh là phích cắm để anh cắm vô đường ra vợt cho anh á. Đối với máy cơ anh sử dụng là một vợt một chĩa hoặc là hai chĩa cũng đều được nha anh, máy cơ nó dễ ha, còn máy điện tử thì tuyệt đối sử dụng hai chĩa nó sẽ yếu hơn, nói chung là được nhưng mà nó hiệu quả nó không bằng mà đi hai vợt hoặc là một vợt một chĩa ha. Còn máy cơ thì nó dễ, anh em sử dụng hai chĩa cũng được, hoặc là một vợt một chĩa hoặc hai cái vợt cũng được, nhưng mà đa số anh em đi bộ là ít ai sử dụng hai vợt lắm ha, tại vì vô cỏ như bịch không có chết trong cỏ như bịch được. Rồi em lên test bóng đèn máy của anh đây nha. Rồi tiếp theo em xin thử phần chập vợt ha, hoặc là thử cũng như là cái phần thử lửa con máy á. Là con máy em đã lắp cái mạch ổn định dòng ha, và cũng như là anh em kích thủ và những anh em khác á, có gọi tên nó là mạch hút cá. Còn anh em nó gọi là cái mạch nó ổn định dòng nha anh em, hoặc mà anh em muốn gọi tôi sao cũng được ha, chung là cái mạch nó là ổn định dòng, là nhiệm vụ nó giữ con cá nó nổi lâu dài và nó trong bịch trong lùm nó ợt nó ọc ha, nó to hơn và giữ dòng con cá, là tất nhiên là con cá nó chết nó nổi á, nó lâu chìm hơn ha. Là mình lắp mạch đó là nhưng mà mình lựa thử lửa là nó không có kéo dài nha anh em, không có nhiều nhiều là nó chỉ nó nổ, nó tiếng nổ ha. Đây nè, thử cho anh em xem ha, đó đó nổ chát chát vậy nha nè nè. Còn nếu mình không có gắn mạch đó ha, là con máy nó không có lửa nổ gì nè, lửa kéo dài ha. Những con máy trước em đã thử cho anh em xem rồi đó, những con máy này là máy đặc biệt khác ha, là có gắn cái mạch ổn định dòng, là cũng như là anh em gọi tên là mạch hút cá đó, là cái dòng điện nó ra là nó nổ vậy nha anh em đó. Đó. Rồi ha, tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường nha anh. Rồi em sẵn sàng đóng gói và gửi đến anh ha. Rồi anh em nào có xem video á, yêu quý mình nhớ đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ mình nha anh em, để mình có động lực phát triển kênh ha, để có động lực làm ra những con máy về chất lượng hiệu quả cao cho anh em kích thủ ha. Rồi những đơn hàng tiếp theo của anh em kích thủ á, em cũng đang tiến hành ha, rồi em cũng cố gắng làm sớm nhất có thể cho anh em, cũng cố gắng tăng ca, chung là giờ mùa nước cạn nha anh em, cá nó dồn lại á, những anh em kích thủ giờ là cũng đang rất cần ha, để tranh thủ có thu hoạch cá ha. Rồi trước khi kết thúc video ha, em cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể anh em khách quý, anh em khách hàng và tất cả những anh chị em, cô chú bác gì gì đó đang xem video của em ha, là chúc tất cả xem video vui vẻ ha, sức khỏe giàu giàu, làm ăn phát đạt, vụ mùa luôn luôn bội thu nhanh, vạn sự như ý muốn luôn ha. Và trong video á có gì sai sót thì em cũng kính mong anh em vui lòng bỏ qua cho em, hoặc là góp ý cho em ha, để em có những sửa sai sau những video và những con máy tiếp theo. Rồi xin chào anh em nha, và xin hẹn gặp lại anh em sau những video và những con máy tiếp theo nha anh em. Còn những đơn hàng tiếp theo của anh em có thủ em đang tiến hành ha, em cũng cố gắng tranh thủ làm sớm nhất cho anh em ha. Rồi xin
chào anh em nha.